Hello. Xin chào tất cả các quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc nha. Động cơ ô tô ông Thịnh xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các quý khách hàng. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nha. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài, gặp nhiều may mắn nha anh em nhá. Hiện tại em đang ở cơ sở 2 của em. Ui, thực sự là trong những ngày gần đây em bán được rất là nhiều máy, đặc biệt là máy nhỏ em bán nhiều lắm anh em ạ. Anh em khách hàng ở trên khắp mọi miền Tổ quốc, anh em ủng hộ rất là nhiều. Thực sự là không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn cả. Và mong sao sẽ cố gắng mang lại được nhiều sản phẩm tốt hơn nữa, giá cả hợp lý hơn nữa, để đến phục vụ cho tất cả các quý khách hàng nhá. Không phụ lòng tin tưởng của tất cả mọi người. Hôm nay đây, em lại có một đơn hàng, một con máy Giang Ma 4TLV98. Máy đó là máy cơ giới. Nhưng mà em bán cho một vị khách, anh ấy xem trên mạng và biết được cơ sở của em, đó là anh Hải, anh ấy ở Hà Lam. Chỗ nào Hà Lam gì? Huyện gì ấy? Bình Lục, Hà Lam anh em ạ. Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Lam nhá. Anh ấy xem trên mạng có video cơ sở của em. Thì anh ấy có con máy cày 514, động cơ 94 thì phải. Bây giờ hỏng máy, anh không muốn làm lại nữa. Thì anh ấy có điện cho em bảo là anh muốn mua, em chọn cho anh một con máy Giang Ma 4TLV98 này. Của anh 94 bây giờ nó chỉ có 61kW, 61PS thôi. Bây giờ anh muốn lên con 98 cho nó khỏe hơn một tí. Vì máy cũ sử dụng nó có độ hao mòn rồi. Thì em bảo ok luôn anh ơi. Thì sau đây em sẽ cho anh em thợ kiểm tra máy rồi test lổ rồi sẽ trở đi luôn cho anh Hải ở Bình Lục Hà Lam nhá. Thế đây là con máy Giang Ma 4TLV98, máy cơ giới. Thì máy của anh ấy là máy cải, thì lắp vẫn lắp cho nhau được như nhau hết anh em ạ. Thì con máy này nó đẹp ở đâu sẽ quay cho tất cả mọi người cùng anh em xem, cùng xem cùng biết nhá. Rồi, máy này còn zin nhá, một con máy nó còn giá trị sử dụng nó còn cao hay không á. Anh nhìn cái hai bên rè lốc của nó này, bơm kim tất cả nó còn giữ được cái màu sơn đen của nó vẫn còn tươi nhá. Nếu mà máy chạy nhiều nó đóng máy ấy, nó mất hết màu sơn rồi, nó không được đen, nó tươi như thế này nữa anh em ạ. Đây, bơm kim nó vẫn còn nguyên zin hết này. Bơm kim chưa tháo ra bao giờ nhá. Chưa có gioăng keo, chưa tháo ra bao giờ anh em ạ. Hai bên giờ lốc đen xì luôn, chưa có một tí gioăng keo nào luôn. Và cái quan trọng nhất là cái lắp quy lát của nó này. Lắp quy lát còn nguyên zin nhá, máy còn nguyên zin, nguyên bản hết anh em ạ. Đây này, tất cả nguyên zin, chưa có một con ốc nào động chạm cả. Mặt trước mặt sau nhá. Máy này bên cơ sở em là toàn máy nghĩa địa, máy bãi và máy đẹp thôi anh em ạ. Đây. Rồi, 4TLV98 nó ghi ở lốc này anh em ạ. 98 này. 98 này, hai bên giải lốc nha anh em nha. Đấy, hai bên giải lốc đẹp rực rỡ luôn. Đây, quá đẹp, quá mới luôn nha. Nguyên zin hết, gioăng đáy đắc te, chưa có gì, gioăng lắp cabo chưa, không có tí gioăng keo nào luôn. Đây, máy nó đẹp. Đấy, 42. Đây, quá đẹp luôn nha anh em nha. Mặt trước mặt sau này, nguyên zin hết. Hình thức của nó quá ok, ở tất cả máy nó còn zin nhá. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu vòng tua và mã lực của nó rồi cho anh em thợ test lổ. Con này là lòng của nó là 98, vòng tua của nó là 2002. Mã lực của nó là 9 mã lực của nó là 65 đến 70 PS nhá. Con này thường lắp trên con máy 70. Lắp trên con máy 70 đấy anh em ạ. 42. Lắp trên con máy lắp trên con máy 55 đến 60 Dusan đấy. Dusan đấy anh em ạ. Máy này thì nó rất là phổ biến. Cái dòng máy máy này nó phổ biến lắm anh em ạ. Máy này phổ biến ở rất là nhiều. Anh em người ta có nhu cầu mua ở cái động cơ máy cơ giới máy nhỏ ấy. Hình thức của nó quá ok rồi. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lổ để đăng video lên kênh nhá. Lổ đi em ơi. Siêu phẩm, máy đẹp, nguyên zin chưa động chạm nhá. Không có một tí khói đâu luôn, sao mày lại xin? Sao mày lại ca đấy?
nhá. Không có một tí đổ nào luôn. Quá ok luôn anh em ạ. Không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn nhá. Con máy Giangma 4TLV98 bán cho anh Hải ở Bình Lục, Hà Nam. Về lắp vào con máy máy cày 514 nhá, Giangma 514. Hóa ra là em còn biết là con máy Giangma này là lắp được sang máy cày anh em ạ. Lần sau anh em nào có hạng máy cày cần mua máy về để thay cái dòng máy 514 đấy, là anh em liên hệ cho em, là bên cơ sở em đều có hết nhá, từ Giangma 88 này, 86 này, 76 này, 94, 98 đều có hết. Đó nha. Em sẽ đăng video lên kênh. Nếu mà mọi người có xem được video ấy thì mong anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá. Xem nó có đẹp đúng như là em nói không nhá. Anh em mà đang có nhu cầu mua các loại động cơ xe tải của anh em nó bị hỏng ấy, anh em cần mua về để thay máy ấy, hoặc là các động cơ máy cày, máy cắt, máy gặt, bơm máy gặt, hoặc là các loại động cơ xe tải, xe thùng, xe ben, xe khách bị hỏng anh em cần thay máy, anh em liên hệ cho em nhá. Hoặc là các mua các loại động cơ xe tải về lắp vào máy cơ, lắp vào máy tàu thuyền ra biển đánh cá này, máy hút cát này, hoặc là chế cháo vào ghe xuồng này, máy phát điện này, tưới tiêu này, khoan giếng này, bất kỳ công việc gì liên quan đến động cơ, máy thủy thôi liên quan đến động cơ, hoặc là có nhu cầu đổi từ cầu nhỏ lên cầu to, số nhỏ lên số to, máy nhỏ lên máy to nhá anh em ạ. Cần tư vấn gì thì cứ gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em, hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại của em nhá. Em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của anh em. Và điều thứ hai nữa, nếu mà anh em có mua hàng trên mạng, lưu ý là phải tìm hiểu thật kỹ cơ sở nào người ta có cơ sở đồng hàng này, làm ăn uy tín này, thì anh em hãng chuyển tiền cọc mua mà anh em đừng có vì hám rẻ rồi chuyển tiền cọc cho những người làm ăn không uy tín này, không có cơ sở đồng hàng nha, rồi bị lừa mất tiền cọc nhiều lắm ấy. Và cái điều thứ ba nữa là nếu mà cầu cống số má máy móc của anh em hỏng hóc, nó chưa đến mức phải thay cả một con máy ấy, anh em cần mua cái đồ gì về để thay thế như lốc, trục, quy lát, bơm kim, turbo, đè phát, bất kỳ cái bộ phận gì dù là nhỏ nhất của con máy, cây cầu, hộp số của anh em mà cái chỗ cơ sở đồ mới đồ cũ của anh em nó không có bán đấy, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu cái mắt đồ mình muốn mua qua Zalo cho em, em có ảnh là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua em bán ra rất là nhiều đồ vật gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn nhá, vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ vật của anh em lại lớn như thế. Có những anh em người ta điện bảo anh ơi anh bán cho em cái đồ này với, cả bây giờ không có đồ này thì xe không chạy được, máy không nổ được. Bán cái đồ vật nó không là lãi bao tiền đâu anh em ạ, nó chỉ giúp em quảng bá cái cơ sở của mình thôi. Sau này sẽ có nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn. Nếu mà sau này anh em hay là bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc cầu cống số má gì thì chắc chắn là anh em sẽ nhớ mình và ủng hộ cho mình. Điều đấy là điều mình sẽ được nhá. Như vậy là đơn hàng con máy Giangma 4TLV98 cho anh Hải ở Bình Lục kìa, cẩn thận nó chạm vào hai kia lục lỗ ấy. Bình Lục Hà Nam đã xong nhá. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh và chúc mừng anh vì em đã chọn cho anh một con máy Giangma 98 rất là đẹp, còn nguyên zin hết. Chúc anh về lắp lên con máy cày 514 của mình dùng thật bền, dùng thật tốt nhá. Mong sao lúc nào nó khỏe mạnh, mang lại giá trị tốt nhất đến cho anh. Cảm ơn tất cả các anh em đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em đã ra. Xin chân thành gửi lời cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhá. Động cơ ô tô Hùng Thịnh, uy tín tạo lên thương hiệu nhá. Cảm ơn mọi người.